Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bổ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bổ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Thứ ba tuần 33 thường niên. Con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi." Ông vội vàng chụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi." Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì chưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất." Sứ điệp: Chúa Giêsu đến tìm và cứu vớt những người tội lỗi. Trước tình thương của Chúa, ta hãy hoán cải cách thật lòng và quảng đại như ông Gia-kêu. Tự vấn: 1. Ông Gia-kêu đã có một cuộc hoán cải toàn diện sau khi thành tâm tìm kiếm và gặp Chúa Giêsu. Tôi có thực sự thành tâm tìm kiếm Chúa bằng việc siêng năng nghe lời Chúa và tham dự các bí tích không? Gặp Chúa rồi, tôi đã hoán cải chưa? Tôi đã thay đổi đời sống của mình cho phù hợp với tin mừng chưa? 2. Người có lòng hoán cải thật là người nhận ra tình thương của Chúa và biết chia sẻ tình thương đó cho tha nhân. Được Chúa xót thương, tôi có tạ ơn Chúa bằng một đời sống mến Chúa và yêu người cách chân thành không? Tôi có biết xót thương những người yếu thế, bệnh tật và tội lỗi không? Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, cuộc hoán cải của ông Gia-kêu cho con hiểu được phần nào trái tim Chúa giàu lòng thương xót. Chúa đã đến để tìm, cứu vớt chúng con là kẻ tội lỗi. Ai cũng nghĩ rằng kẻ có tội thì đáng lên án, đáng trừng phạt và khai trừ. Nhưng khi con phạm tội, Chúa đã tha thứ thay vì kết án. Chúa đi tìm thay vì xua đuổi. Chúa không ngần ngại lại gần con thay vì làm ngơ hoặc xa tránh. Chúa đến nâng con dậy thay vì nhận chìm cuộc đời con. Chính Chúa lên tiếng gọi tên con trước khi con thốt ra được một lời tạ tội. Chúa không phải là Thiên Chúa thích báo oán, nhưng là Thiên Chúa của tình thương. Chúa yêu thương con khi con đang là tội nhân. Lạy Chúa, xin cho con được như ông Gia-kêu, cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho con. Xin cho đôi mắt con nhận ra ánh mắt trìu mến Chúa đang nhìn đến con. Xin cho bước chân con vội vàng chạy đến cùng Chúa. Xin cho lòng con mở ra và vui mừng đón rước Chúa. Xin cho ý chí con được quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời. Xin cho đôi tay con rộng mở để biết sống công bằng và chia sẻ cách quảng đại vui lòng. Lạy Chúa, một lần gặp gỡ Chúa đã thực sự là một biến cố làm chuyển hướng cuộc đời ông Gia-kêu. Một cuộc đời đã mất nhưng đã được Chúa tìm thấy. Một cuộc đời đã chìm ngập nhưng đã được Chúa cứu vớt.
con đã nhiều lần ở sát bên Chúa, nhưng có thể chưa một lần gặp gỡ thực sự. Xin cho con được gặp Chúa, để từ nay chuyển hướng cuộc đời theo dấu chân Chúa. Dù nhà linh hồn con tội lỗi bất xứng, xin Chúa rủ lòng thương đến trọ và ở lại luôn mãi. Xin giúp con luôn sống trong niềm vui của ơn cứu độ. Amen.